biết, chứ giờ biết có mà tự nhiên tôi thấy ớn lạnh quá. Hay để tôi ôm cô ngủ nha. Không cần đâu, không thấy gì hết thì đâu có sợ. Cha nội này, thấy mình đi theo nên nghĩ mình dễ dãi hả? Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta thực sự rất cuốn hút. À, nè, anh làm cái gì vậy? Cô nói mệt mà, à, ngủ đi. À, anh ngủ trước đi, nói chuyện nhiều cho nên tôi hơi tỉnh rồi. Đợi hắn ngủ say, mình sẽ trốn đi. Tôi thường không ngủ. Cái gì? Là thánh hay gì mà không ngủ? Nói láo có cơ sở một chút với cha nội. Tôi là Leos còn ngủ mà. Trước giờ tôi chỉ ngủ bên cạnh một người thôi. Người đó là ai? Tóm lại cô cứ ngủ đi. Tôi có ngủ hay không cũng không quan trọng. Có điền mới dám ngủ á. Tối nay đành thức trắng đêm rồi. Thức cả đêm cũng được. Cô ta không sợ mình à? Sao có thể ngủ ngon như thế chứ? Thật kỳ lạ, cô gái này cứ tạo cho mình cảm giác rất thân quen. Giống như nàng ở cạnh ta vậy, Diana. Đừng có, trả người ra đây. Ngươi tìm ai? Đừng vờ vịt nữa. Thuật khứ hồi của ta có thể thấy thuộc hạ của ngươi bắt nô tỳ của ta về xa cung. Hả? Nô tỳ? Ý hắn là cô gái kia sao? Hỏa thần cao ngạo lại chạy tới chỗ mình làm loạn vì một con nô tỳ ư? Thú vị đây. Sao? Ta có bằng chứng nên cứng họng rồi hả? Xem ra cô ta không phải dạng vừa. Có giao người ra không thì báo. Ta chẳng hiểu người nói gì cả. Lão, ta cảm nhận rất rõ năng lượng của Selena trong xà cung đây. Ta nói không có là không có. Người muốn cố chấp đến cùng. Khí lực hạ đẳng của người không che mắt được ta đâu. Đã lịch sự với người đủ rồi. Tránh ra. Người dám lục soát xà cung. Đừng nghĩ hỏa thần là muốn làm gì thì làm. Người không thể cư xử cho ra dáng quý tộc được sao? Xà vương mà đi bắt cóc nô tỳ, thật là nực cười. Tại xà cung không có mỹ nhân, hay vì ai xuất thân nô lệ cũng thích ăn tạp. Elipos, ngươi luôn khinh thường ta. Lần này ta sẽ chơi với ngươi tới cùng. Không mất thời gian với ngươi nữa. Tránh ra. Ừ.